chia sẻ ghe giả cào của Bình Thịnh đang thẳng tiến về cửa cảng luôn nha. Ở trước mặt của anh em là thuyền ga giả của Bình Thịnh nha. Hai cầu đang thẳng tiến về cửa cảng luôn nha. Rồi cũng như những lần trước thôi, mình cũng chúc cho chủ ghe và anh em trên ghe thật nhiều sức khỏe luôn, đặc biệt là chủ ghe đi chuyến nào là đúng đậm tiếng nói, khi về là thuyền này ấp cá luôn nha. Rồi khi anh em mà về tới cửa cảng cũng phải giữ an toàn 5K nha, mùa dịch rất là nguy hiểm nha. Dạ, lần lượt rồi tới cửa cảng anh em, mình thấy có một chiếc ghe, chiếc xuồng đang chuẩn bị dắt ghe vô, mà không biết cái ghe giả cào này có cần dắt vô không nghe anh em. Đa số là ghe giả cào lớn lớn về tới cửa cảng là có xuồng ra dắt vô, tốn ít đồng bạc mà nó chắc chắn và an toàn. Ghe tính tiền tiện tỷ luôn á anh em, tốn ba đồng ba rồng và cắt ba đồng là an toàn để giữ tài sản. Chiếc ghe dây cũng đang tăng tốc về cái cảng theo luôn anh em. Rồi khi mà anh em có xem được clip nên cố gắng xem hết clip của mình nha, để có những gì mà còn sơ suất thì anh em cứ comment phía dưới để cho mình khắc phục cho chỗ luôn. Những gì cứ chưa tốt thì anh em cứ comment nhé, để cho mình khắc phục, để cho kênh mình càng ngày một hoàn thiện hơn nha, để phát triển hơn nữa. Đó là những nhờ có các bạn là nguồn động lực lớn nhất để cho mình làm những video tốt hơn, để càng ngày càng tốt hơn nữa, cho kênh mình tiến xa thêm một bước nữa nha. Nên đây chạy phía xa mà luôn như một con cá voi xanh này. Chà bà nào luôn. Giả cào hai chân của la ghi nha. Nên thấy là đang quấn dây lại nè, đảo dây lại nè. Cứ cả anh em có nhà ngồi rảnh chỗ thì có xem được clip ủng hộ mình luôn nha. Rồi anh em biết ghe của ai vô comment cho mình luôn, để cho mình chia sẻ với anh em một cách tốt hơn luôn nha. Đang làm việc rất hăng say nha anh em. Dắt vô luôn anh em ơi, dắt vô luôn à, xuồng nó vô là dắt vô anh em. Xem quy lực của cái xuồng kéo này nên coi này, bơm có đen nữa về xuống cái xuồng kéo vào đang dắt luôn anh em. Ghe giả cào về tới cửa cảng là cần phải xuồng dắt vô không á. Sau những giờ lên trên trên biển anh cũng mới về tới cửa cảng rồi nè.
chiếc ghe thứ ba đang đậu ngoài cửa cảng đây nè. Đó, chiếc ghe dây là không cần phải dắt, chiếc ghe dây tự đào ra nè. Rồi mình quay lại chiếc ghe nhảy, nó là bốc khổ đen kéo vào nữa nè, thấy không? Rồi chúng ta phiên nhau để ba đạp cho nó hoàng ngoại luôn á, không giỡn đâu. Số mà ý là cái xuồng dắt nó lên đây mà nó quằn quại cái đó nè, gió thổi bê ghê lắm. Rồi nhưng mà anh em lên ghe coi cũng chú ý an toàn 5K nha. Cái xuồng dắt vô cho có một ít tiền mà bảo đảm được tài sản của chủ ghe nha. Nhiều lúc chị bị bà lên cái cồn cát cái màu cổ luôn nha nè, thấy gì đúng không? Cào bình thận 85 TS về cửa cảng luôn nè. Ở đây nó về tới cửa cảng rồi ha. Bình xuồng dắt vô nè. Anh em trên ghe đang cầm công tui vô dây, công tui đang ra dây ha. Tắm rửa thôi. Đó, chiếc dây dây cũng đang tăng tốc phía sau này nè. Đó, giờ đúng rồi, đã lên trên biển các anh cũng đã về với đất liền rồi, đã về với vợ con rồi. Trong này lái rất là đỉnh luôn nha nè. Cái tiếng máy nhìn rất là đã nha. Chơi tài công bên rất là dữ, chiếc ghe dây phen rất là dữ nha, rất là uy lực luôn. Ồ, chiếc giả phía trước này thấy không, ngập trên kia thấy không, nhìn thấy mà mê luôn anh em. Rồi mình cũng luôn chúc cho tất cả bà con và anh em bên mọi miền đất nước thật nhiều sức khỏe luôn. Anh em có xem được clip thì vô ủng hộ mình luôn nha, xin cho mình một lượt đăng ký để mình có động lực làm những video tốt hơn luôn nha. Rồi chiếc ghe dây phía sau nha em. Còn những gì mình làm chưa tốt thì các bạn và cô chú anh chị em cứ comment phía dưới để cho mình khắc phục và sửa chữa luôn nha, để mình cải thiện kênh mình càng ngày càng tốt hơn luôn. Nâng cặp giả cào đôi của Bình Thận nó về tới cửa cảng nữa ha. Có anh em chuẩn bị ra dây xong rồi, cái anh em tắm rửa là chuẩn bị lên bờ về ăn chơi xong rồi đợi ngày xuống ghe đi tắm biển tiếp. Bạn đây cũng là giả cào đang nhảy sống cửa cảng rồi, đang thấy không? Ở nhà. Sóng biển đang tăng nhìn rất là đẹp luôn.
cản nha. Rồi mình cũng cảm ơn tất cả các bạn đã ủng hộ mình chút thời gian qua luôn. Cảm ơn tất cả các bạn rất nhiều.